Dạ hôm nay mùng 8 Tết thì Tuyun tiếp tục phóng sanh cho quý vị Bồ Tát, trích ra mỗi vị 10.000 đồng để giải cứu cá biển trong rừng ngập mặn. Hôm nay chắc không có mấy đệ tử đi theo cùng, để cho mấy đứa kia đi. Tại em thấy là người ta bắt đầu bỏ cái bã đó, người ta thấy em dắt chó đi nhiều quá, người ta bỏ bã. Thì có một cái thằng nhóc ăn bã xong bệnh đau đau bụng á, em phải cho nó uống sữa. Dạ yeah. Nấu cơm cho tụi nó là ăn cơm với nước mắm. Chưa có nhà tài trợ cơm, đợi má với ba tài trợ rồi. Chia ra đực cái để nó ở chung, nó nhảy tùm lum bậy bạ hết sức hủi hủi rồi. Bây giờ đi phóng sanh, đứa nào bệnh thì ở nhà, đứa nào khỏe thì đi nha. Đi lấy cá. Hôm nay 9:30 rồi. Nó đang bị, trời ơi, nó đau á, nó đau bụng á, mà nó vẫn cố gắng kiên trì để đi. Thôi ở nhà đi con, em cho nó uống sữa để nó giải độc mấy cái bã ra đó. Nói ra đường đừng có ăn bậy ngoài đường. Giờ đi không nổi, đau la mà vẫn kiên quyết muốn đi phóng sanh cho bằng được. Ok. Người ta cho ăn bã thì cũng tốt thôi quý vị, để cho nó sớm từ bỏ, nó xong nhiệm vụ là nó rời thân thể này nó đi. Dạ nó đủ phước là đi. Nên đừng buồn con ơi, con đủ phước rồi con đi. Em giờ em ráng em cứu nó vậy thôi. Còn nó bị ăn bã là do người ta ganh ghét. Người ta thấy dắt chó đi ngoài đường nhiều quá, mà chó này là chó mình bơi lội giải cứu rừng ngập mặn. Mà mấy người đó cũng tốt. Tại nó ăn bã vô em biết nó ói mửa ra mà. Rồi em cho nó uống sữa. Giờ nó đau mà nó vẫn đi, nó vẫn la la mà nó vẫn cố gắng nó đi. Thì kệ nó đi ha. Đó, ăn uống đang ăn dính bã rồi, ăn uống đâu có được, cho uống sữa cầm hơi vậy thôi. À, coi đi tiểu hay sao. Vậy mà vẫn còn ham đi phóng sanh lắm, không chịu ở nhà dưỡng sức. Không có cơ. Đái mà đái không nổi luôn. À, nước đái của nó có cái mùi hăng lên giống như mùi thuốc rầy vậy đó. Đó, cái nước đái của nó có mùi vậy đó. Rồi về em cho em xúc ruột cho nó luôn. Giờ đi phóng sanh cái đó. Mặt nó phờ vậy đó mà nó còn đòi đi nữa đó quý vị. Bởi vì dân cư ở đây mọc lên như nấm. Rồi xì ke về đây ở rất là nhiều. Dạ. Em nói đó, ra đường lại ăn. Một con thì bệnh rồi, giờ đi đau bụng này kia. Còn mấy con này vẫn còn ngu. Người ta để đồ ăn ở ngoài cho nó ăn vậy đó. Rồi có người để đồ ăn cho nó ăn, có người ta nêm bã vô cho nó ăn. Dạ. Thì nó chết thì mấy người đó có phước. Em nói thiệt, ai hại nó chết thì có phước. Giống như ai hại em chết thì cũng có phước. Để em sớm giảng sanh, em khỏi đi trong rừng lụm rác, em khỏi đi giải cứu thiên nhiên động vật. Từ năm 2010 là em bắt đầu mở công ty Tuyun đó, quý vị cũng biết. À không, công ty đầu tiên nó tên là Illustration 2010, và em làm được cái kênh YouTube 32 triệu sub. Lúc đó em làm web thành công lắm, làm được cho nhiều tỷ phú nữa, bởi vì lúc đó mình nổi tiếng. Sau đó bán cái kênh đó 2 tỷ, chừa lại một kênh 12 triệu sub. Thì bị Vân Sơn Entertainment rịch bóc cái kênh đó,
gắn cờ mình up clip hài của Hoài Linh lên á. Thì mình chưa kịp cái tháo gì hết. Lúc đó mướn người up mà up clip vui cắt ngắn nhỏ nhỏ gì mà cũng ráng rịch bót, mà rịch bót kiểu cái kiểu mà giống như ganh ghét á. Nên Vân Sơn Entertainment thả banh luôn. Đâu làm ăn được nữa, giờ cũng làm YouTube thôi. Chứ thời đó mà em giữ được cái kênh đó thì chắc là bây giờ em đã cứu thiên nhiên động vật thành công 12 triệu sub lần. Chưa ai có mà. Còn kênh 32 thì ý y, bán luôn lấy tiền. Lấy tiền thả thú á. Trời ơi, nó bị ăn trúng bả mà nó ráng nó đi theo mình đó quý vị. Nên em làm việc giúp người xong rồi, em làm việc giúp thú sổ đỏ xong rồi để cho nhà nước thấy. Bây giờ em làm việc giúp rừng ngập mặn với đại dương. Em cũng làm việc giúp trẻ em thoát khỏi bệnh tật, để khỏi Covid từ 8 năm trước, nhưng mà không có mấy em làm được. Chỉ có bây giờ em là miễn nhiễm với dịch bệnh, em không thể bị bệnh được. 27 năm em chưa bệnh tật một ngày. Nên mấy học trò em cũng bị Covid chích tiêm phòng hết rồi đó. Còn em không có. Rồi bây giờ mình qua nhà phóng sanh nè. Phòng phóng sanh. Bữa nay cô ấy không gọi mình. Trời ơi con thấy nước đục quá rồi cô ơi. Đợi sao không ai gọi con hết vậy ta? Con không thấy ai gọi hết trơn. Trời ơi con thấy tụi nó đơ quá, yếu quá. Đổ vô cái thùng giùm con đi. Dạ. Dạ hôm nay mùng 8 cũng là sinh nhật của Bồ Tát Long. Có quý vị nào phát tâm phóng sanh cho Bồ Tát Long không? Mỗi người hùng ra 5.000 đồng cho anh ấy không? Ủa mấy con cá này con thấy cô để lâu quá vậy cô? Con cá này dưới quê. Nó không chết hả? Không con. Nó cá gì mà sống dai dữ vậy cô? Cá trê. Cá trê màu vậy hả? Cá trê của người em nó cho. Rồi nó đục quá. Còn sống, còn sống. Còn cứu chữa được. Giờ nước còn còn không cô? Tại con muốn phóng sanh là lúc sớm. Trời ơi, đem nó gọi con quá trời luôn. Trời ơi, vậy mà cái điện thoại nó bị gì vậy ta? Thấy cái số phone gọi tới mà con bắt lên không nghe. Tưởng nợ đòi. Nợ đòi. nên thôi kệ, đâu thèm gọi lại làm chi. Ok, không sao cô. Cho con lấy ăn thôi. Dạ. Cho con bắt thêm cho con mới nữa. Con gì hả cô? Ồ. Ngon. Cho con để dặn cô bắt cho con thêm mới. Nay phóng sanh cho con thêm 100.000 nữa đi, còn đủ không? 100.000 hả? Là 1. 100.000 vậy lát con xuống bến đi. Còn đang bắt hả? Nó đang kéo cái dưới á. Sáng nó kêu con phóng sanh sớm. Ở dưới còn đang kéo hả con? Để con gọi con nói nữa. Chừa lại cho con để phóng tiếp. Dạ rồi vậy nha con. Dạ. Thêm 100 nữa. 100 nữa phải không? Dạ dạ dạ, dạ cảm ơn con. Để cô nói nó. Dạ 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 dạ. Giờ này là bữa nay anh ta bắt cá hai đợt luôn. Nước bị gì nước lẫn nên người ta kéo cũng lẫn lẫn, không có kéo liền một lúc mà kéo chừa. Hôm nay mùng 8 rồi. Bồ Tát nào còn tiền á thì tiếp tục phóng sanh 10.000 ha. Dạ rồi. Đây là 100.000 tiền cá. Rồi xong rồi em chích ra mỗi vị thêm 5.000. Bữa nay mình mỗi vị thêm 5.000 đồng để phóng sanh chút sức khỏe cho Bồ Tát Long, để anh ấy có sức, để anh ấy phụ Tiun cũng giống như là quý vị Bồ Tát khác giải cứu thiên nhiên động vật đồ ở Việt Nam mình ha. Thì Bồ Tát Long thì hay đi đủ nơi, còn em thì không đi đâu được. Em đã liên kết với khu rừng ngập mặn này rồi,
em còn bảo tồn rẫy cá, em còn nhặt rác thải nhựa trong rừng ngập mặn. Nên ở đây em chỉ một mình. Ơi con này nó bị ăn bã tội quá. Nó muốn, nó đau mà nó cứ ráng nó đi, cái bụng nó quặn lại á. Đó, em hiểu động vật tới như mức như vậy nhưng em không cứu nó được. Em cho nó bài học. Giống như những con rái cá em nuôi, em để nó chết để vẫn làm bài học cho quý vị. Làm đủ tất cả bài học rồi nhưng người ta vẫn chưa ý thức là không làm hại nó mà vẫn săn bắt nó là do quý vị. Nên Covid không thể hết là như thế. Nó sẽ đồng hành cùng với con người và loại trừ những người yếu, những người ác, những người sống sai. Sống sai thì vẫn còn bệnh tật. Rồi bây giờ kiểm tra ổ khóa lại lần nữa. Về nhà rủ thằng đệ tử. Về nhà rủ thằng đệ tử đi luôn. Thằng đệ tử rái cá. Vô vô con bệnh quá ở nhà đi. Bệnh quá đi làm cái gì vậy không biết nè. Đó bệnh mà nó vẫn đam mê á. Nó đi không nổi mà nó vẫn đam mê thưa quý vị. Bồ Tát Long thì anh ấy đi được khắp nơi. Phóng sanh cá miền Tây, phóng sanh cá miền Đông. Miền gì anh ta cũng đi được. Còn em không đi được. Em đã có sứ mệnh ở đây rồi.